Xin chào các bạn, hôm nay blog trị bệnh sẽ giới thiệu tới các bạn loại sữa giảm cân Hera Slim Fit. Sữa giảm cân Hera Slim Fit là một sản phẩm được quảng cáo rầm rộ hiện nay với công dụng giảm cân cực nhanh mà lại an toàn với người sử dụng. Vậy thực sự sản phẩm này có như quảng cáo? Hãy giải đáp những nghi ngờ này qua bài viết sau của blog trị bệnh. Sữa giảm cân Hera Slim Fit có nguồn gốc từ đâu? Sữa giảm cân Hera Slim Fit là một dòng sản phẩm thực phẩm hỗ trợ giảm cân dạng sữa bột do công ty thực phẩm sạch Sài Gòn Sago Food phân phối. Đây là một mẫu sản phẩm được sản xuất và nghiên cứu với mục đích hỗ trợ và thay thế các bữa ăn trong ngày cho những người bị thừa cân, béo phì, với những nguyên liệu được nhập khẩu hoàn toàn từ châu Âu, đã được kiểm định của cơ quan chức năng về an toàn sức khỏe cho con người. Khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sử dụng sản phẩm này, với những công dụng giảm cân, cải thiện vóc dáng. Làn da chắc chắn khách hàng sẽ không thất vọng khi sử dụng sản phẩm này. Sữa giảm cân Hera Slim Fit có thành phần gì? Được điều chế theo công thức tiên tiến của Cộng hòa Liên bang Đức với thành phần tối ưu đạm, tối ưu chất béo, sản phẩm giúp người sử dụng cân bằng được năng lượng cần thiết hàng ngày, cung cấp các chất xơ cần thiết cho cơ thể mà lại ít béo, ít đường, rất thích hợp với những người đang trong thời kỳ giảm cân và mong muốn có một vóc dáng hoàn hảo. Thành phần sản phẩm gồm có sữa bột gầy, sữa tách béo, sữa bột nguyên kem, đạm sữa cô đặc, đạm đậu nành, đạm tiểu mạch, lactose, vitanos, đường cỏ ngọt stevia, hương vani và phụ liệu. Vitamin và khoáng chất như canxi, sắt, natri, kali, mangan, magie. Sữa giảm cân Hera Slim Fit có tốt không? Sữa giảm cân Hera Slim Fit được thiết kế để thay thế một bữa ăn hoàn chỉnh cho những người muốn giảm cân, tiêu mỡ. Sản phẩm chứa nhiều các chất vitamin, khoáng chất và cung cấp đầy đủ chất đạm, xơ cho cơ thể để hoạt động hiệu quả trong một ngày dài. Bên cạnh việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể thì sản phẩm này có những công dụng tăng chuyển hóa mỡ thừa, bổ sung những vitamin, khoáng chất cần thiết cho cơ thể hoạt động, thúc đẩy trao đổi chất trong cơ thể, vì thế sẽ làm tăng sự chuyển hóa mỡ thừa trong cơ thể thành năng lượng giúp cơ thể hoạt động. Hoạt động theo công thức tối ưu đạm, đường, chất béo, sản phẩm Hera Slim Fit giúp cân bằng năng lượng trong cơ thể, kiểm soát tối ưu cân nặng, từ đó duy trì vóc dáng thon gọn cho người sử dụng sản phẩm. Giảm cân hiệu quả mà không gây mệt mỏi, sản phẩm cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể, có thể thay thế một bữa ăn chính trong ngày, nên khi sử dụng, người dùng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, thèm ăn và không tăng cân trở lại ngay cả sau khi ngừng sử dụng, hỗ trợ giảm cân hiệu quả cho người dùng. Khi sử dụng đúng cách, hợp cơ địa thì sản phẩm này có thể giúp người dùng giảm 5-7kg trong khoảng thời gian ngắn. Cách sử dụng sữa giảm cân Hera Slim Fit đúng chuẩn nhất để sử dụng sản phẩm này có hiệu quả tốt nhất trong việc giảm cân. Bạn cần uống như sau, sử dụng để thay thế bữa sáng và bữa trưa hàng ngày với đồ ăn nhẹ như salad hay hoa quả. Mỗi lần pha 4 muỗng, 40g, với khoảng 180-200ml nước ấm, khoảng 45 độ, khuấy đều đến khi sữa hòa tan hoàn toàn và thưởng thức. Mỗi ngày sử dụng 2 ly sữa để thấy hiệu quả tốt nhất trong quá trình sử dụng sản phẩm này cần kết hợp với chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Kết hợp với luyện tập thể dục nhẹ để có kết quả giảm cân như ý muốn, sử dụng mỗi ngày sử dụng 2 ly sữa để thấy hiệu quả tốt nhất. Review sữa giảm cân Hera Slim Fit, sản phẩm này được người dùng đánh giá như thế nào, có tốt hay không? Có thể nói hiện nay sản phẩm này đang được nhiều chị em quan tâm và trao đổi, thảo luận trên nhiều diễn đàn dành cho phái đẹp, đặc biệt là trên diễn đàn web Che Thò. Vậy người dùng nói gì về sản phẩm này? Hãy cùng điểm qua một số đánh giá sau. Đánh giá của người dùng về sản phẩm sữa giảm cân Hera Slim Fit giá bao nhiêu và mua ở đâu? Sản phẩm này hiện tại đang có mức giá chính thức là 650.000 đồng Việt Nam, hộp 500g, đây là mức giá chấp nhận được cho một sản phẩm giảm cân dạng sữa. Có nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp 100% từ châu Âu với nhiều ưu điểm với sức khỏe người dùng. Để mua sản phẩm này, bạn có thể đặt hàng trên trang chủ của sản phẩm hay các trang bán hàng online, trang thương mại điện tử lớn, và bạn cũng có thể mua trực tiếp tại các đại lý phân phối sản phẩm, các cửa hàng bán đồ giảm cân trên cả nước. Bạn cần chú ý khi mua hàng để tránh mua phải sữa giảm cân hàng giả, hàng nhái, không những không có tác dụng giảm cân mà còn rất nguy hiểm cho cơ thể người sử dụng. Bài viết trên đây của blog trị bệnh đã giới thiệu và giúp bạn tìm hiểu về sản phẩm sữa giảm cân Hera Slim Fit. Đây là dòng sản phẩm giảm cân dạng sữa có nguyên liệu nhập khẩu 100% trực tiếp từ châu Âu, rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Với những hiểu biết về sản phẩm này thì chắc bạn cũng đã chọn lựa được sản phẩm dành cho mình rồi, đúng không nào? Chúc bạn giảm cân hiệu quả và an toàn. Blog trị bệnh chúc các bạn luôn khỏe mạnh để không phải sử dụng đến thuốc. Vui lòng đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.